mến chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt tại xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, để ba của Hoa cưa cây còng. Thì anh đang đào cái gốc cây còng để cưa được xích xuống phía dưới một chút, thấy được phần gỗ nhiều. Hôm qua thì ba của Hoa có mở đường dây điện này, kiến ở trên đường dây điện đâu mà quá nhiều như vậy. Đây thì cây còng giáp giữa nhà dân và nhà trường, ở bên kia là trường học, trường trung học cơ sở An Thạnh Đông. Mấy cái phần nhánh của cây còng nó rớt lá lên trên mái nhà, làm nguy hiểm cho những học sinh ở phía trong nữa, ngay cửa sổ nó mấy phần nhánh khô rất là nhiều. Quý vị nhìn xem, cây còng nằm ở phía đằng đây mà cái phần nhánh ve lại tới phía mái trường học luôn. Ở gần cây còng ba của Hoa chuẩn bị cưa thì có cây me keo nữa, có mấy phần gai ở trong thân và nhánh nó luôn. Cái gai đó nè, đi lại thôi chú Tâm. Hôm nay đi với ba của Hoa thì có chú Tâm với em Cường. Thì em Cường chuẩn bị quăng cái sợi dây lên phía trên để có thể leo lên cho khỏe hơn là leo móng. Phần thân cây này nó nghiêng, nó khó leo móng. Rồi, hên quá. Gạt cho nó đủ thuốc. Này, cái em thải lên phía trên này luôn. Rồi, cái lóng nhỏ hay sao rồi? Khúc cây nhỏ không có nặng, nó không xuống được. Dính luôn rồi. Nó hơi nhúc nhích rồi đó. Đó. Cây này nó nghiêng. Thấy không dây được mà vũ xuống mệt quá. Hoa xin mời quý vị cùng theo dõi xem nhóm ba của Hoa sẽ cưa hoàn thành xong cây còng này như thế nào nha. Nhảy nổ lế nhảy. Ủa tưởng nhảy chứ. Hên là thải một lần là lên nhá. Chở nhào đâu. Thải một lần là lên. Nhưng mà Vũ mình thấy giờ hơi lâu. Đó, nhảy. Tưởng nhào đầu nữa chứ. Rồi đá mẻ cái dễ cây của người ta rồi. Ba cây còng này khoảng bao nhiêu hoành vậy ba? Cái này hả? Trăm rưỡi, trăm sáu. Cái gì trăm rưỡi, trăm sáu? Trăm sáu, trăm bảy gì đó. Hùng lên bự hơn nè. 109 là trả giá hơi ấy rồi, tới 109 mà có 109. Ba của Hoa đo dư đang đo thứ mấy gan nữa. Thước đâu có thước qua đâu, ba lô thước ba lô rồi nó có sắp mất cái trứng rồi. Hàng quan là đo gan, một gan là hai tấc hai nè, một gan nè, hai ba bốn năm sáu bảy tám 9 trời ơi, gần 10 gan luôn. Này 10 gan 200. 200 trăm khoảng 194 hoặc 194 ạ. 194 hoặc 194 cỡ đó thôi chứ không hơn. Là sao anh Cường? Thì vậy đó. 194 hoặc 194 đúng rồi.
Hôm nay thì theo ba có đoàn thì có anh Trường và chú Tâm. Chú Tâm bên dưới thì sẽ cắt. Hình như mấy cây còng này hơn 30 năm tuổi. Do là bác Út trả đất lại nên cưa hạ cây còng này. Em Cường leo lên xịt kiến chứ à. Ở đây thì kiến vàng nhiều, do là không có trồng cây ăn trái mà chỉ trồng những cây lâu năm nên không có xịt thuốc, kiến vàng còn rất là nhiều. Trồng toàn là dừa nước và dừa ăn trái, dừa trái không có cần xịt thuốc. Quá trời nhánh bự. Đây là cái trường của học sinh mới chuyển khác. Ở đây gì? Vô cái là anh Thịnh Thịnh đó. Rồi chạy đây. Thôi em của Hoa cưa hạ gốc cây dừa luôn. Để hồi mấy nhánh cây cộng phía bên kia nó không bị dướng. Nó có nó cong nè, nó sẽ có độ đòn bẩy. Nó bún giống như cái bập bên luôn rồi. Thôi bà cũng hoa ra nhánh của cây còng để che nhánh. Đu xuống nhánh phía dưới luôn. Chắc bà của Hòa kéo ra dư dư cái sợi dây ra quá để có thể sử dụng hai đầu dây. Bà cũng hoa đã cột cái phần nhánh khô rồi nè, nhánh này nhánh chết khô luôn. Hai thầy trò qua hai nhánh riêng luôn. Bà cũng hoa đang chào mấy em bé học sinh bên này. Nhẹ nhẹ, bố
trên là cái máy đây. Máy tôn xi măng sợi. Dịnh ngoài cũng được đó. Bỏ ở dịnh ngoài luôn được đó. Xả cào xuống luôn được đó. Chúng thả vậy sao nó xuống. Rồi cho nắm hết đầu dây kéo thẳng ngoài để nó xe xe vô hoài. Có sợ. Bà cũng hòa ra nhánh phía ngoài luôn. Rồi cho quý vị xem cái phần nhánh nè. Đây là góc thẳng nè. Cây cọng nó chồm vô trong cái trường học luôn. Đây là anh Thuận nhờ ba của Hoa đến đây để cưa cây cọng nè. Ôi nhịp nguyên cái cây luôn kìa. Bên đây thì em còn treo nguyên một nhánh dài luôn. Đường dây điện của nhà nước. Đây nó nhắm nó để kiếm cái chỗ quấn dây á. Cường cưa nhánh đó cho nó trống dây điện và sẵn dùng để kích dây ở phía trên luôn. Cường leo lên phần nhánh phía trên để cưa. Đây anh này nó chọt chứ lắm. Ủa, nhánh nó dài. Ừ, còn chút xíu nữa tới đọt, tới dưới đất luôn rồi. Cái nhánh nó hình như anh tự xả nha. Bên đây người ta có tầng cái gì chưa nhánh. Em cho em Cường cũng hơi trống. Em Cường tự cưa tự xả dây luôn. Nghẻ hả? Bởi biết chơi mình nè, tự cưa tự xả đi chứ. Thôi xả lại. Mình đang xả dây từ từ nha các bạn. Nói vậy thôi chứ Tâm cũng sẽ kéo cái phần ngọn giúp cho em Cường. Bây giờ ba nó còn có nhờ một anh lại xả dây giùm. Rồi kích dây anh ơi. Kéo dây, chờ đợi kéo dây cái. Chưa từ từ nha. Chú Tâm đang mở dây rồi.
Em cứ hoa làm vô làm phụ luôn à. Đi vô trong thì nhìn ra thấy không xong. Nhìn ra thì tính cột dây thêm chút. Kéo cọng dây xích qua đây hay gì chứ. Cắt đâu. Kéo vô gốc cây á, kéo vô gốc cây luôn. Để giữ đựng đựng nhặt ra nó làm ra ra. Sợ tước da dài làm chơi với có cưa nhá nhẹ ở phía trong nữa. Qua nó một xíu xi măng. Em Cường mới nhờ ba của Hoa cắt phần nhánh phía trên nữa. Da dài ghê. Tét rất là dài luôn rồi. Dài cả mét. Nhân sinh quen cuộc sinh luôn rồi. Cắm xuống hình luôn. Được được, kéo qua đây chứ. Rồi cắm luôn rồi. Đứng sững luôn rồi nè. Đứng mà dọc, đứng sững rồi. Bây giờ ba con Hoa leo lên phía trên để cưa nhánh mà em Cường mới nhờ nãy. Rút dây xuống, mở dây đi chúng ta. Rút dây xuống, mở luôn nó ra. Chỗ theo máy cưa, ba của Hoa cầm máy cưa và cột dây luôn.
Thổi không mạnh luôn anh ơi. Mở mở ra khỏi cái mép đó xả chưa vậy? Cường không có treo dây mà cưa nguyên nhánh luôn. Cường đang loay hoay để xem thứ phải cưa nhánh nào trước, nhánh nào sau. Đang thôi nó dướng tùm lum mấy đường gõ. Bà cũng Hòa đã cưa mấy phần nhánh ra khỏi cái vách tường hết rồi. Giờ chú Tâm cũng đã rút dây xuống rồi, chút sẽ đổi qua đầu dây qua chỗ khác nữa. Cái đó thì hơi nghiêng nghiêng, bà cũng Hòa mở miệng bên đây để cho đừng lộn qua vách tường. Chú Tâm kéo đường dây điện thấp xuống phía dưới để cho đừng có bị vướng. Chắc là ba của hai sẽ cưa nguyên nhánh lớn. Nguyên cái phần nhánh à. Tàu dừa nó che rồi. Ba của Hoa cưa mấy phần nhánh của cây còng chỉ nằm gần gần với cái gốc cây còng thôi, chứ không có ra phía xa bên ngoài nữa.
thằng nhánh này thì nó ve ra cây dừa quá nên ba cũng không phải ra cưa nhánh nhỏ, chứ thôi là hư thêm cây dừa nữa. Gió xuống nó gãy nhánh nhỏ hết rồi, khỏi còn cưa nữa. Còn xuống thì còn xuống. Khoan sư ông ơi, sư ông xuống thì còn xuống. Chắc anh đợi mà nó còn xuống. Nãy giờ ba cưa của hoa cưa toàn nhánh lớn rồi, nếu mà em cường xuống thì có thể bị nhánh cây nó quẹt á, nên là em cường ở phía trên đợi. Giăng nắng nãy giờ đứng ngay nắng. Ba của hoa tiếp tục lên phía trên á, em cường đi xuống phía dưới. Hả? Em cường đi lên thêm nữa kìa, không biết lên hay xuống rồi. Rồi leo lên rồi. Leo lên chắc là cưa mấy phần lóng bự quá. Cái phần ngọn mà ba của hoa cưa có hai nhánh là thấy trống lỏng luôn. Hình như là em cần kêu ba của hoa xuống nghỉ đi hay sao. Một, không có nghe rõ. Trời ơi. Đi đi đạp đại mà đạp chúng em cần la làng á. Rồi ba cũng hòa đi xuống rồi. Em cần cầm cái máy bự thì sẽ cưa phần lóng bự ở phía trên. Chắc anh Cường dành cưa với ba của Tòng. Anh mới dành. À, nói em ba của hoa xuống nghỉ, chắc ba của hoa cũng không có nghỉ, đi xuống để cưa những phần nhánh nhỏ phía dưới nữa. Vì video cũng khá dài, hoa cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho hoa xin một nút like và chia sẻ, và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.